Khi di chuyển vào mùa mưa khiến cho giấy tờ xe của bạn dễ bị ẩm mốc và hư hại do không được bảo quản tốt, gây ra nguy cơ cao khiến giấy tờ bị rách nghiêm trọng, gây tốn thời gian và công sức làm lại giấy tờ xe. Đừng lo, visa đựng giấy tờ sẽ giúp bạn không phải đau đầu vì vấn đề trên. Ví được làm từ chất liệu da BU chống chảy xước và chịu nhiệt cực tốt. Đặc biệt, visa có khả năng chống nước tuyệt đối, bảo vệ giấy tờ xe không bị ẩm mốc, hư hại vào mùa mưa hiện nay. Sản phẩm này giúp bạn đựng cả giấy tờ xe ô tô và xe máy, vừa bảo vệ giấy tờ vừa tăng tính thẩm mỹ cho xế yêu của mình. Đặc biệt, bên em hiện đang in tất cả các logo cũng hãng xe phổ biến nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tin vui là hiện tại bên em đang xả kho bán lỗ dịp cuối năm chỉ còn 179.000 cho một sản phẩm. Thêm vào đó, bạn còn được miễn phí ship toàn quốc và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Một sản phẩm vừa đẹp vừa đẳng cấp như vậy thì bạn còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay đặt hàng ngay để nhận ưu đãi cực sốc chỉ duy nhất hôm nay.